Vâng, và nếu quý khách muốn tìm kiếm cho không gian phòng khách nhà quý vị một chiếc tủ bày đồ tiện dụng, thì sau đây đồ gỗ Minh Trí xin giới thiệu đến quý vị một trong những mẫu tủ bày đồ theo lối chạm truyện có thể nói là đẹp nhất bên cơ sở hiện tại, để gửi đến cho quý vị cùng chiêm ngưỡng về chiếc tủ này. Và kiểu dáng của chiếc tủ này thì là được làm là đục chạm, theo lối là đục chạm truyện quý vị ạ, với những đường nét chạy bao quanh từ phần khung đến phần rễu dưới đều được chạm hình tượng là chạm truyện. Và chúng tôi đã nắp những phần khóa đồng trên chiếc tủ này để tạo điểm nhấn riêng biệt theo lối là mạ đồng chrome. Quý vị có thể thấy cũng là một phần tạo điểm nhấn cho chiếc tủ, đem đến một cái nhìn mới mẻ và sang trọng cũng như tinh tế. Hình tượng là hai ngăn kéo được chạm hình tượng là hoa lá tây, vô cùng mềm mại và trau chuốt. Đó, quý vị cùng xem. Phần ngăn kéo là tôi sẽ mở ra cho quý vị cùng chiêm ngưỡng. Chúng ta có thể đựng đồ, những món đồ dùng cần thiết trong chiếc tủ này. Kiểu dáng của chiếc tủ này có thể nói là tạo điểm nhấn cũng như là tạo sự mới lạ, cực kỳ là tinh tế và sang trọng. Phần bên trong được chúng tôi là chia ngăn theo lối là ngăn chia đều. Quý vị có thể trưng bày là đồ sứ, tượng gỗ, đặc biệt là những cái món đồ lưu niệm như là cúp hoặc là những giải thưởng khi trưng diện trên chiếc tủ bày đồ này. Tôi nghĩ sẽ cực kỳ là nổi bật cũng như là lên tông, có những món đồ được trưng hơn. Đó, quý vị cùng xem chi tiết được làm mặt kính bao quanh. Khi chúng ta trưng đồ thì có sự thông thoáng để cái nhìn một cách thực tế nhất cũng như là bao quát. Và một không gian phòng khách đẹp mà được trưng bày một chiếc tủ thì sẽ cực kỳ là nổi bật. Và điều đặc biệt thì quý vị có thể trưng bày những chai rượu quý sẽ cực kỳ là lên tông và trau chuốt. Và nếu quý vị có nhu cầu quan tâm về một sản phẩm tủ bày đồ đẹp như thế này thì quý vị có thể theo dõi chi tiết hơn tại trang web đồgỗminhtri.com hoặc tủbaydo.com. Và mọi người xem video nhớ đăng ký kênh để cùng chúng tôi xem những video mới nhất mà bên cơ sở chúng tôi luôn cập nhật để gửi đến quý khách hàng những món đồ đẹp. Và cơ sở luôn tư vấn quý vị online thì quý vị có thể đặt hàng và cơ sở sẽ giao hàng tận nhà trên toàn quốc. Vâng, xin cảm ơn quý vị ạ. Thank you.